Cách ngâm đào giòn bất bại. Đào để lâu vẫn giữ được độ giòn, ngọt, không hề bị lên men hay là bị nổi váng. Đào mua về các bác rửa sạch, ngâm muối. Đào các bác chọn quả cứng, màu đỏ xen kẽ với vàng. Các bác chuẩn bị một chậu nước muối pha loãng. Sau đó các bác dùng dao bổ đào ra làm 4 hoặc làm 5. Đào bổ trước khi gọt, tránh cho miếng đào không bị dập. Tiếp theo các bác gọt sạch vỏ đào. Đào gọt xong ngâm ngay vào nước muối loãng khoảng 15 phút, tránh cho đào bị thâm đen. Các bác mang đào đi xả sạch với nước, rồi vớt ra rổ cho ráo. 1kg thịt đào mình sẽ cho 400g đường, 500ml nước lọc. Sau khi đường đã hòa tan thì các bác cho đào vào. Đun đào sôi trong khoảng 3 phút. Các bác vớt đào ra túi ni lông rồi chuẩn bị đem đi ngâm nước đá. Ngâm đào trong nước đá khoảng 30 phút để đào giữ được độ giòn. Nước đường lúc nãy các bác đun sôi thêm khoảng 15 phút cho bay bớt hơi nước. Các bác chuẩn bị một chiếc hũ thủy tinh khô và sạch để cho đào vào. Thành phẩm của chúng ta phải đảm bảo đào giữ được độ giòn, độ ngọt, màu vàng óng các bác ơi. Cuối cùng, các bác rót nước đường vào hũ. Các bác bảo quản đào trong tủ lạnh được 45 ngày. Em phải phi ngay đi làm một cốc trà đào, đúng là ngon xuất sắc. Đã mua đào các bác nhớ thử nha.